Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay lại kênh ô tô 8S. Hôm nay ô tô 8S xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về sử dụng xe an toàn. Cụ thể là sử dụng xe như thế nào để tiết kiệm nhiên liệu. Có một câu hỏi của khán giả đã gửi tới ô tô 8S như sau. Tôi mới mua chiếc xe Hyundai Accent. Do lần đầu sử dụng ô tô chưa có kinh nghiệm nên xin hỏi cần sử dụng xe như thế nào để tiết kiệm nhiên liệu. Theo các chuyên gia lý giải thì có nhiều cách tiết kiệm nhiên liệu, điển hình như không chở theo đồ trên xe nếu không cần thiết. Nguyên nhân do tải trọng xe nhẹ hơn, xe di chuyển dễ dàng hơn. Tiếp theo là thường xuyên kiểm tra áp suất lốp. Việc này giúp giảm đến 10% tiêu hao nhiên liệu. Áp suất lốp được bơm căng theo đúng khuyến cáo từ nhà sản xuất sẽ giúp xe di chuyển dễ dàng hơn, đỡ tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra dùng nhiên liệu nhớt đảm bảo chất lượng phù hợp. Làm sạch đầu phun xăng thường xuyên, kiểm tra bộ lọc không khí định kỳ và thay thế kịp thời khi quá bẩn, bị nghẽn hay hư hỏng cũng rất cần thiết trong việc giúp giảm tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng để tiết kiệm nhiên liệu cho xe, không đạp chân ga quá nhanh, không tăng tốc đột ngột, không phanh đột ngột. Nên sử dụng tốc độ trung bình và tải trung bình để tăng tốc. Hiệu suất nhiệt sẽ ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ được giữ nguyên. Khi di chuyển trên những con đường gồ ghề, không lái xe với tốc độ cao, vừa không đảm bảo an toàn, vừa tiêu tốn nhiên liệu. Ngoài ra, việc bảo dưỡng xe định kỳ sẽ giúp động cơ và các bộ phận được bảo trì đúng cách và tiêu thụ nhiên liệu cũng ít hơn. Để nhận được nhiều các mẹo tư vấn sử dụng xe ô tô, giá xe, báo giá xe mới cũng như giá lăn bánh xe mới, quý anh chị và các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở góc dưới bên phải màn hình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau.